Tin mừng theo Thánh Gioan. Vào buổi chiều ngày thứ nhất trong tuần, nơi các môn đệ ở, các cửa đều đóng kín vì các ông sợ người Do Thái. Đức Giêsu đến, đứng giữa các ông và nói: "Bình an cho anh em." Nói xong, người cho các ông xem tay và cạnh sườn. Các môn đệ vui mừng vì được thấy Chúa. Người lại nói với các ông: "Bình an cho anh em. Như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em." Nói xong, người thổi hơi vào các ông và bảo: "Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần. Anh em tha tội cho ai thì người ấy được tha. Anh em cầm giữ ai thì người ấy bị cầm giữ." Tác động của thần khí. Chúng ta không thấy gió, không biết gió đến từ đâu và tan biến ở nơi nào, nhưng chúng ta có thể nhận ra gió qua tác động của nó. Khi thì nhẹ nhàng và tươi mát, nhưng có lúc lại rất dữ dội và rát khô. Gió có thể bẻ gãy, uốn cong và bức tung, có thể chở mây, đem mưa. Thánh Thần, hơi thở của Thiên Chúa, cũng tương tự như gió. Người di chuyển khắp nơi, người bẻ gãy, bức tung, phá đổ những gì ngăn trở tình yêu. Người cũng biến đổi và làm phong phú những tâm hồn biết tin yêu phó thác. Thánh Thần của Đấng Phục Sinh đã đến. Người mở ra cho chúng ta chân trời của cuộc sống mới, giúp chúng ta mở toang cánh cửa tâm hồn, ném đi chiếc mặt nạ của thói giả hình để chân thành đến với tha nhân. Người cho chúng ta sự bình an để có thể nở nụ cười và dang rộng vòng tay chào đón mọi người. Thánh Thần không ngừng thổi trong tâm hồn con người, không chỉ trong tâm hồn các môn đệ ngày xưa, nhưng còn trong tâm hồn tất cả những ai tin vào Đức Giêsu phục sinh ở mọi nơi, trong mọi thời. Mừng lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, giáo hội nhắc nhở chúng ta về thần khí mà chúng ta đã lãnh nhận qua bí tích thêm sức. Nếu để thần khí hoạt động trong tâm hồn, chúng ta sẽ giống các môn đệ xưa, không còn nhát đảm, sợ hãi, nhưng mạnh mẽ và bình an. Chính thần khí giúp chúng ta can đảm từ khước tất cả những gì đi ngược với tin mừng của Đức Giêsu. Thần khí cũng thúc đẩy chúng ta sống theo thánh ý Chúa và trở thành chứng nhân của Chúa trước mặt mọi người. Thần khí sẽ luôn nâng đỡ, bảo vệ chúng ta trong cuộc chiến đấu thiêng liêng mỗi ngày, giúp chúng ta trung tín với giao ước cùng Đấng đã yêu thương và chết vì chúng ta. Đó là hoa trái do sự tác động của Thánh Thần trong chúng ta. Lạy Chúa, xin ban thần khí xuống trên chúng con, để chúng con biết vững tin vào Chúa, cũng như biết phó thác vào tình thương và sống theo thánh ý của Ngài. Amen.